Cao Minh xin kính chào toàn thể các bạn, toàn thể quý anh em. Tiếp tục hành nghị rồi. Và ngày hôm nay cặp SRX725F gọi là hiếm gặp luôn. Cao Minh sẽ khui và quay chi tiết ngay sau đây. Chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng nha. Thì 725 nó có 3 đời sản xuất. Đời đầu nó chạy củ chép lớn 2451H-1. Và đời thế hệ thứ 2 thì chạy củ chép 2452H. Và thế hệ thứ 3 thì nó chạy củ chép 2453H. Riêng cái thế hệ thứ 3 2453H ấy, thì là 100% sản xuất Mexico. Đấy. Kia là một kiện và đây là một kiện nữa. Cái tình trạng, cái độ đẹp chúng ta cùng khui ra và xem là nó có hiếm gặp như Khang Minh nói không nhá. 725F. Đấy. Cái cặp F thì nó có cái dây để có thể cơ động bắt lên không trung. Đẹp với tình trạng ít gặp luôn. Mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng. Gần như chưa sử dụng. Và cái cặp này thì Khang Minh sẽ nói đến cái đời mà toàn bộ củ bát, củ chép made in USA, nhưng mà cái màng của nó là đời Mexico. Đấy, nhưng mà nó sản xuất tại Mỹ. Nói chung cái đời này rất ít có trên thị trường. Wow, thơm lừng luôn. SRX700. Đó, 725F này, made in USA. Đấy. Đây là cái băng dính này. Nó hơi dính vào cái thân vỉ cảm giác nhá. Đó. Loa 4 ôm. Công suất trung bình 1600W trên một chiếc loa này. Rồi tiếp tục chiếc thứ hai. Khang Minh sẽ quay chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng cái chiếc này. Hiển cho ra đây. Xoay cái bên hông. Cái sơn thần cáp này. Cái sơn thần cáp hạt to, đẹp cực kỳ luôn. Đấy, đây, nhìn đây, lôi cái loa ra đây. Cái này. Cho ra đây. Tí nữa Khang Minh sẽ mở nội thất ra một chiếc để demo và chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng. Bởi vì cái đời mà nó chạy cái củ bát 2265HBL, đấy, từ leo toàn bộ bát chép phun đôi bát 40. Và cái màng của nó là đời nhám của đời Mexico. Thì nói chung rất ít có trên thị trường nhá. Hai chiếc. Gần loa thôi là thơm lừng luôn. Mọi người cùng xem này. Khang Minh sẽ quay chi tiết từng góc cạnh. Kinh khủng. Rồi chiếc số 2 bây giờ hiện lấy cái khoang. Giờ đây. Máy bắn. Quay chi tiết đã. Wow. Kinh khủng. Gọi là đây chỉ thiếu cái tem cò này, chiếc cây căng loa và thiếu cái thùng xốp, gần như mới cứng luôn. Và chắc chắn những cái cặp này gần như chưa sử dụng cái tình trạng. Đấy, bây giờ Khang Minh sẽ quay và hiển nó sẽ bắn ra một chiếc loa ra, chúng ta xem và chiêm ngưỡng cái thùng, cái bông, hai con bát, con chép 2452H, đấy, hai con bát 2265HBL và phân tần. Cái tay sách đây. Rồi. Anh em mình cùng xem và chiêm ngưỡng nhá. Nó mới cứng luôn, hiếm cực kỳ. Thơm lừng mùi Mỹ, mùi tư bản trở về, nói chung là thơm hắc luôn. Đặc trưng cái loa mới chưa hề sử dụng. Cực kỳ hiếm. 725F. Bác xem này. F tức là sao? F tức là nó có dây có ti. Đấy. Mỗi bên sườn này một cái để nó treo được lên quán bar, treo được lên vũ trường, treo được lên không trung. Cái tính cơ động của nó rất là cao. Để mặt đất được, treo được. Nó bằng thép, bằng sắt nhá. Đấy. Một con này. Hai con này. Bên dưới này, ba con này. Phía áp đất ấy. Đây này. Đó, một chiếc em đã khui demo ra. Và sẽ chụp hình ảnh, mấy chụp hình ảnh nhá. Chụp nhiều ảnh và đăng lên Zalo. Hoặc là gửi các bác quý anh em xem trực tiếp. Quá hiếm luôn, siêu hiếm. Nói chung là bao nhiêu năm bây giờ mới gặp.
Đấy, và hai nữa là cái cặp này nó là cặp sơn sần cát hạt to. Đấy. Về JB thì nó có hai đời sơn sần cát, đời hạt mịn và đời hạt to. Cái đời hạt to này nó thùng, nó rắn, nó lì và nó cứng như là bê tông ấy. Đấy, nó không như là đời hạt mịn đâu. Đấy, bác thấy không? Đây. Đấy. Wow. Kinh khủng. Đây. Soi vào xem. Ê căng. Đấy, phẳng tít luôn, không có một vết nào hết. Nói chung cái cặp này em chỉ thấy là nó thiếu cái tem cờ và thiếu cái thùng xốp, là nó 100% đóng mới, chưa hề động tới, chưa hề sử dụng. Siêu hiếm. Đây, góc cạnh nhá. Đấy, tí nữa sẽ soi đến một cái mà em đã mở nội thất ra để soi và xem demo. Kinh khủng không? Tay sách nhá. Tay sách thì em sẽ che vào để nó đỡ bị ngược sáng cái biểu tượng, cái logo của JB và SRX700 từ con ốc. Đây. Wow. Thực sự là run hết tay. Kinh khủng. Đấy. Phía sau nhá. SRX725F này. Made in USA. Đó. SRX700. Cái vỉ cảm giác này. Từng ngôi đốc này. Đấy, cái hông này. Bên hông là một cái dây, cái ti nữa. Bây giờ là bên sườn bên này thì nó cũng thế thôi. Bởi vì không có một vết nào hết. Đây. Em xoay ra nhá. Ngày hôm nay đọc có soi cặp này thôi. Bởi vì nó quá là mỹ mãn luôn. Nói chung là buôn bao nhiêu năm không gặp. Bác xem này. Đấy. Wow. Kinh khủng. Kinh khủng, kinh khủng. À, bên này xem rồi. Bên này nữa. Đây. Tay sát nhá. Cái điện thoại nó không có lấy led được. Đấy. Nó mờ mờ. Rồi. Cả buổi sáng ngày hôm nay em khui ra, bây giờ quay này, 11 giờ rồi, còn chụp hình nữa cơ. Nói chung là làm những cái công việc nó xứng đáng. Mà các bác quý anh em bỏ đồng tiền ra để sở hữu những cái cặp hàng hiếm này, nó cũng xứng đáng cực kỳ luôn. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Mọi sự so sánh nó đều khập khiễng. Những cái hàng hiếm, hàng mỹ lòi này, nói chung là nhiều khi đào không ra luôn, mấy năm mới gặp. Bây giờ em mới gặp, các cặp trước mà em bán đi, nói chung là vẫn thua cặp này. Để mà nhìn nhận đến thời điểm hiện tại. Bởi vì cặp này nó cái màu mới, cái mùi mới, nó thơm, thơm hắc luôn. Có thể những cái cặp trước, cái màu ấy, cái màu và cái mùi nó không có bằng cặp này. Thơm gọi là điếc mũi. Đây, Made in USA, 8 ôm. 2265HBL. Tem mác. Tem triện của JB. Củ này. Cái màng này. Đấy, cái màng xám xịt tím ngắt luôn. Kinh khủng. Tí nữa lật lên để xem cái màng và cái nhện cổ keo. Đó. Quả số 2 này. Đấy, và nhân tiện đây em nói luôn cái màng, cái đời màng này. Cái đời này nó sản xuất tại Mỹ, nhưng mà cái màng của nó là đời màng sần nhiều. Đấy, nó gồ ghề và nó sần nhiều.
cái màng này là đời Mexico, rất là ít có trên thị trường. Đấy, cái đời này tức là nó giáp lai, nó trung gian giữa hai đời Mexico và USA, rất ít có nhá, nói chung là ít gặp. Đấy, cái màng này nó dày và nó chịu áp lực và nó tạo ma sát. Và hai nữa là cái mục đích kỹ thuật của nhà hãng nó sản xuất cái đời này ấy. Cái đời USA thì là đời màng trơn, đấy, cái độ nhám nó ít hơn. Cái mục đích của nhà hãng, để em nói lại, cái sản xuất cái độ nhám này tức là để nó tạo lên cái trượt âm, tạo lên cái ma sát khi cái bát nó dao động. Đấy, cái độ trượt âm ấy, thì mọi âm thanh, ví dụ như là mút xốp này, mút trứng, mút gai, đấy, khi âm thanh nó va đập vào nó có một cái độ trượt âm. Đấy, để nó đỡ bị dội đi, đỡ bị lặp lại. Thì cái cấu tạo của cái màng bát của loa, mục đích của nó cũng theo em tìm hiểu thì cái kỹ thuật nó cũng kiểu tương tự như thế. Nó giảm cái độ trượt âm đi và nó tạo cái ma sát khi cái bát nó dao động. Đấy. Cái số 2 nhá. Made in USA 8 ohm. Và cái đời 725, 722 thì nó chạy 3 cái đời chép. Đời đầu thì là củ chép 2451H-1. Đời số 2 là 2452H. Đấy, và đời số 3 là 2453H. Riêng cái đời số 3 tức là đời chót thì là 100% nó sản xuất tại Mexico. Còn đời Mỹ nó chỉ hai thế hệ, 2451H-1 và 2452H này thôi. Đây là con chép 2452H. Bác xem này, nó sáng choang luôn, soi gương được, như chưa sử dụng, tay người chưa động tới. Nói chung là em mở ra là người phá trình đầu tiên cái cặp này. Mở ra một chiếc thôi. Đấy, bây giờ soi tiếp này. Đấy, sau đó là lật lên để xem thùng nhé. Mở ra thôi nhé, cái thùng nó thơm điếc mũi luôn. Đây, phân tần. Wow, cúi xuống thôi, kinh khủng, thơm ngào ngạt luôn. Phân tần nhá. Đấy, cái bông tiêu âm chưa hề động tay tới. Và bây giờ em mới giả tay tới em kiểm tra này. Đấy, da nhẹ thôi, nó rắn đét luôn, dã man. Đây là cái vỉ cảm giác này. Wow, không thể tưởng tượng được. Hôm nay thì em quay bằng cái điện thoại đời cũ, đưa vào những cái chỗ tối là nó khá là tối. Đấy, nhưng mà cái chất lượng hình ảnh ấy nó cực kỳ trung thực luôn. Đấy, bác thấy không? Rất trung thực luôn, bởi vì cái điện thoại đời cũ nó thu lại âm thanh nó không tốt bằng những cái điện thoại đời mới. Nhưng mà cái chất lượng hình ảnh, nói chung là các bác khuyến em xem trên vô tuyến này, xem trên YouTube này, xem ở nhà như thế nào, nhìn cái loa trực tiếp nó như thế luôn, không khác nhau một tí nào. Thậm chí là khi mà xem loa trực tiếp nó còn đẹp hơn luôn. Và cái màu sắc ấy, cái màu sắc nó y xì như là khi xem trực tiếp và khi xem trên vô tuyến, xem trên điện thoại, xem trên iPad. Đấy, còn nếu như mà quay bằng cái điện thoại đời cũ thì những cái màu mè này này, chữ nghĩa nó sáng quá, nó lờ ấy, nó không thật. Nhưng mà được cái là những cái điện thoại đời cao thì nó thu lại cái âm thanh rất là tốt. Đấy, và em quay sản phẩm thì em hay quay bằng những cái điện thoại đời cũ này để nó đưa ra cái chất lượng hình ảnh nó trung thực nhất đối với người xem. Wow, mỗi một cái thùng của 725 thì nó chia ra hai vách. Đấy, đây một vách này, bên này nữa, hai thùng riêng biệt. Cái thùng bên trên là nó đánh cái tiếng mid low, thùng bên dưới là nó đánh cái giải tần thấp. Đấy, bây giờ xem qua cái nhện nhá, cái nhện và cái CG, cái cổ keo. Đấy, kinh khủng không, dã man luôn. Sau đó là xem đến cái màng bát bên trên. Đấy, đây, CG màng này, nhện cổ keo này, đó, một chiếc nhá. Đấy, cái thùng này, bốn cái hộc thông hơi, hai cái bát, một cái bát trên là hai cái, một cái bát dưới là hai cái, đó, dã man không? Nó hồng, nó tím rực luôn, như là khoai mòn ba khoang. Đây, chiếc số 2.
xoay 2265HBL. Các model đời chép 2451H-1, 2452H và 2453H. Đấy, CG màng cổ keo nhé. Riêng 2453H 100% đời chót, chỉ sản xuất Mexico, không có Mỹ. Mà riêng Mỹ thì nó khác, đẳng cấp. Và cái siêu tầm, cái hàng hiếm, nó có giá trị vô cùng luôn. Rồi, đặt ra nhé. Wow, bác thấy phê không? Rồi, bây giờ em sẽ xoay quanh cái thùng này, sau đó là dựng lên. Đấy, dựng lên chụp ảnh, chụp chi tiết hai cái như một luôn, không có một vết gì hết. Đây này, trên dưới 10 phút. Cái video gọi là nhức lách luôn đối với SRX725F. Đó. Bên trên nhá. Em sẽ xoay vào đây. Bên trên này. Dây ti này bẩn một chút này. Đây. Đấy. Rồi. Để em dựng nó lên lại nhá. Đấy, hai cái loa và những cái cặp SRX712M, SRX715 mà đời Mỹ loài, đời Made in USA ấy, đã cập nhật về đến những cái cặp gần như mới cứng, cực hiếm luôn. Đấy, Khang Minh sẽ lần lượt review, demo, giới thiệu đến các bác và quý anh em cùng xem sau những cái sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng siêu tuyển chọn trên Khang Minh và những cái sản phẩm cực kỳ hiếm. Ví dụ như cặp loa này ngày hôm nay. Và cái video này thì Khang Minh sẽ gửi riêng anh. Đấy, một bác khách, hai bác khách, vân vân. Rất nhiều các bác khách săn và kiếm tìm những cái hàng bị lòi, hàng hiếm tương tự như thế này, và Khang Minh sẽ vẫn đăng video lên kênh bình thường. Thì một cái clip mà nó khá là dài và khá là mất thời gian, nhưng mà bù lại bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm mới có những cái sản phẩm để chúng ta tận hưởng và chiêm ngưỡng như thế này. Thì các bác quý anh em thấy một cái video hay, những cái sản phẩm tuyệt vời, Khang Minh xin mọi người một like nhá. Và những cái chia sẻ tốt nhất cho anh em, người thân, bạn bè biết một cái kênh chuyên cung cấp những cái sản phẩm âm thanh bị bãi, hàng tuyển chọn. Và bây giờ thêm ít phút nữa Khang Minh xoay các góc cạnh để anh cùng xem và toàn thể người anh em cùng xem. Buổi sáng thì thằng con cháu nó hộ được một lát, sau đó là nó đi ăn cỗ, cho nên là ngày hôm nay em hơi bị lu bu, mà thao tác một mình làm thì nó cũng chậm. Đấy. Để lên giá thì nó cao, nó hơi lên khênh. Đấy, cho nên là xoay trực tiếp ở dưới đất này thôi. Rồi, chiếc loa số 2.
rất là sáng, rất là rõ luôn. Ngoài trời đang mưa lất phất và quay thì lúc nào cũng ngay ngoài đường, gọi là full HD không che. Đấy, chiếc số 2 nhá. Đây này, hơi bụi bặm này. Anh thấy không? Đó. Đây là hơi bẩn này. Wow. Xoay tiếp đằng sau. Hôm nay là mùng 1 dương đầu tháng, mùng 1 âm đầu tháng, thứ 7 cuối tuần. Đó. Thầy sách.